sao chị? Tình hình là như vậy, chị muốn góp ý cho em một số việc. Thời gian qua em làm việc trong cái quán này thực sự là có những thiếu sót, nhưng mà bù lại em chăm chỉ thì cái mặt mạnh của em sẽ bù qua được cái mặt yếu của em. Nên chị cho em một thời gian nữa thử thách nữa. Cảm ơn chị nha, em có vui lắm mà. Chị có sao không? Chị nói em đừng có nhìn ra sau lưng chị nha. Ok. Thấy hai cái người đó kỳ kỳ sao đâu. Trời ơi, nhìn qua lúc từ nãy giờ chị đang làm việc mà nhìn suốt. Thế nói phụ nữ mà có nhan sắc một chút xíu á là đàn ông theo nườm nượp à, khổ tâm lắm. Cái gì vậy? Bị cái gì vậy? Mắc cỡ xấu hổ á. Dễ thương quá à. Dễ thương. Tôi thấy hai người là hai cái khác nhau hoàn toàn, không có được. Tình yêu là không có phân biệt cái gì hết. Khi mà ông đưa cái bức thư tình của tôi cho Lan rồi, bảo đảm là sẽ chấp nhận, vì bức thư đó tôi viết bằng máu và nước mắt. Dạ, ông có giúp tôi không? Rồi, coi như tôi giúp ông lần này. Nhưng mà tôi nói trước, nếu như mà sau này có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ lỡ thừa tôi nha. Làm gì có chuyện gì xảy ra? Thì tôi nói vậy đó. Đối với tôi, tình yêu là tất cả. Nè nè, kỳ này bảo đảm thành công. Lá thư của tôi để chẳng lấy ra Lan đọc và Lan mê liền. Thư gì đó của ông? Thư đó, thư của tôi đó. Là sao? Thư của ông tôi bỏ rồi. Ủa sao bỏ thư tôi? Thư của ông thấy gớm, sao bằng thư tôi được. Trời, ở chổng là có cái câu thơ cạch tâm đắc dữ lắm á. Câu gì vậy? Nói nghe coi. Ngày em đi chó đẻ 5 con, anh lấy tên em đặt tên cho nó. Mắt em tròn xoe như mắt nó, mỗi lần nhìn nó anh lại nhớ em. Hay không? Tào lao, tào lao. Thư gì mà có chó á, mà chó đẻ nó mới ghê nữa. Hèn chi tôi bỏ thư ông là đúng rồi. Ông tin tôi đi. Chó là bộ. Ông tin tôi đi. Tôi quen ông biết bao nhiêu năm nay, ông phải tin tôi chứ. 30 mấy năm chờ tôi cô gái, tôi dồn hết tinh túy tôi vô trong cái lá thư đó rồi. Ông thử chích đơn giản. Ông thử chích ra một cái một đoạn trong lá thư đó coi. Một đoạn đơn giản thôi nha. Ừ. I love you. Hả? Trời sao ngắn gọn vậy? Trời ơi, bây giờ con gái ngắn gọn thì nó mới thích chứ nói nhiều quá nó đâu có thích đâu. Hay quá luôn. Vậy mà tôi nghĩ không ra, hay quá. Đau. Trời ơi, khỏe mạnh gì mà phổi hư. Ê, trời, nó mắc cỡ mà không chịu đâu. Ê, chở tao, chở tao. Cái gì vậy? Quá cười lãng. Ai gửi gì cho Lan vậy? Chị ơi, cái này là cho chị à. Cái gì? Quà gửi Lan. Chị có người yêu hả? Người yêu chưa có, nhưng mà người theo đuổi nhiều lắm. Ồ. Em ơi, anh muốn làm gấu cho em ôm suốt đời. Trái tim anh em đã lấy đi rồi, thì hãy trả trái tim của em lại cho anh. Trời ơi, ngon tình quá. Ngọt quá à. Lan ơi, anh yêu em. Nếu em không phiền, anh muốn mời em ở một nơi chỉ có em, có anh, có gió và có bông. Lãng mạn. Cho phép anh được giới thiệu về mình qua Facebook. Văn khờ. Khờ gì yêu em. I love you. I love you too. Văn khờ. Văn khờ. Văn khờ đúng là ảnh rồi. Sao vậy? Sao vậy? Bị cái gì vậy? Bình tĩnh coi. Không biết nữa. Có gì đâu mà rung dữ vậy? Vậy bây giờ cách đông là chắc chắn được không? Được. Tôi đã nói cái chiêu này là chiêu cuối cùng rồi. Chắc chắn là phải được. Hồi hộp lắm luôn. Biết rồi, hồi hộp mà nói chuyện không ra hơi là tôi biết rồi đó. Cái cách mà nói giống như ông nói vậy đó, được không? Được hết đó. Bây giờ cái trang này là trang cuối rồi. Trang cuối? Cái này nói y chang như vậy. Ok. Nghe lời bạn. Tôi tin anh đi. Tôi tin ông. Có em anh. Chú hẹn rồi. Chị ơi, chị tôi nói chúng ta đi đảo hả? Hôm nay chị sẽ đưa em đến đây để chứng kiến cái ngày mà chị được tỏ tình đó. Để cho em hiểu được tình yêu ở Việt Nam rất là lãng mạn. Hôm nay chàng hoàng tử của chị sẽ ôm gấu bông tặng chị đó. Ghê, em muốn tẩy hả? Bây giờ
phải chụp dài tấm hình để kỷ niệm. Ồ, chị làm, chị nhìn đẹp lắm rồi à. Lan, anh không cần ăn, không cần uống, không cần thở oxy luôn. Nhưng anh có không thể nào mà không ngửi mùi của em. Honey, tặng em đi. Em đồng ý. Wow. Sao vậy? Hình như có sự hiểu lầm á. Cái này tôi tặng cho Lan. Lan là em nè, em tên Lan. Trời ơi, hiểu lầm cái gì? Hôm bữa trong quán á, anh ngồi anh nhìn em mà. Em biết rồi. Đây là Lan đúng không? Lan, Lan. Còn tôi nhìn là nhìn bên kia Lan luôn mà. Lan kia kìa. Em tên gì? Em tên là Lan hả? À, Lan. Dạ đúng, dạ đúng. Em tên Lan. Dạ đúng. Không, đâu có Lan nào, chỉ có một mình em là Lan thôi. À đây hả? Đây là Ninh. Ninh Tây. Còn em là Lan Ta. Ninh Tây, Lan Ta, hai bên một trời một vực khác nhau lắm mà. Ninh Tây. Ừ. Lan Ta. Đúng rồi. Lan là gì hả? Thôi anh đừng nói gì nữa. Em biết á, có những người đàn ông á, người ta nhút nhát. Nó là ở trong ngôn tình lúc này người ta sẽ hôn nhau đó. Ai đâu ơi cứu, ai đâu ơi cứu.